Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com. Với nhiều năm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng, hôm nay corashop24h.com xin giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm cao hồng sâm 6 năm tuổi. Đây chính là hộp cao hồng sâm 6 năm tuổi. Tại vì sao chúng ta lại ưa thích dùng loại sản phẩm này? Bởi vì đất nước Hàn Quốc là một đất nước có đặc điểm rất ưu việt về sức khỏe và làm đẹp. Những hộp cao hồng sâm này được chiết xuất từ những củ hồng sâm 6 năm tuổi đạt chất lượng nhất và cô đặc lại thành cao để cho chúng ta uống. Và một đặc điểm nữa, đấy là sản phẩm được bảo trợ bởi tập đoàn Samsung, một tập đoàn lớn có uy tín tại Hàn Quốc. Đặc điểm và tác dụng của cao hồng sâm 306 năm tuổi rất là hữu ích các bạn ạ. Nó làm nâng cao sức đề kháng, nó bồi bổ sức khỏe và tăng cường sinh lực. Đối với những ai làm việc trong môi trường rất là bị căng thẳng, áp lực do công việc thì nó lại là một sản phẩm hữu ích hơn nữa, vì nó giúp chúng ta giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp cho chúng ta đầu óc minh mẫn hơn và tăng cường khả năng tập trung cũng như là khả năng phân tích trong công việc. Đối với những người mà hay phải uống rượu bia hay là chức năng gan thận yếu thì sản phẩm này chính là giải pháp cho các bạn, vì công dụng của nó chính là cải thiện chức năng gan và thận. Ngoài ra thì sản phẩm còn có một đặc điểm nữa mà chị em chúng ta rất thích, đó là nó làm giảm quá trình lão hóa, nên là nó làm da dẻ chị em chúng ta lúc nào mịn màng, hồng hào và trắng trẻo, dẫn đến là tuổi thanh xuân của chị em phụ nữ sẽ được kéo dài hơn. Vâng thưa các bạn, đây chính là sản phẩm cao hồng sâm 6 năm tuổi. Như các bạn có thể nhìn thấy ở ngay trên tem mác của ngay trên hộp của chúng ta cũng có dòng chữ Samsung đấy ạ. Đây chính là sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ. Ngoài ra thì khi các bạn nhận sản phẩm thì các bạn có thể nhìn thấy ở phía trên và phía dưới của sản phẩm đều có tem niêm phong của Hàn Quốc nhé. Bây giờ tôi sẽ bóc sản phẩm này ra và hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Đầu tiên các bạn phải bóc cái tem này ra. Đây, tôi đã bóc ra được rồi. Bóc đầu dưới này. Đây. Và khi mở hộp ra thì các bạn sẽ nhìn thấy đây ạ. Đây chính là bên trong của hộp cao hồng sâm 365. Bên trong của nó gồm có 2 lọ và mỗi lọ là nặng 240g. Ngoài ra thì nó có một cái thìa nhỏ này. Và thìa nhỏ này có công dụng là như thế nào? Nó sẽ dùng để đong liều lượng khi bạn uống. Hướng dẫn cách sử dụng đấy là mỗi một ngày thì bạn uống từ 1 đến 2 lần. Và mỗi một lần thì bạn sẽ uống một thìa này ạ, pha cùng với cả nước ấm. Để tác dụng của cao hồng sâm phát huy một cách tối đa thì bạn nên uống sau bữa ăn sáng của mình 30 phút đến 1 giờ và tuyệt đối là không uống sau 19 giờ tối ạ. Đối với trẻ em từ 3 đến 15 tuổi thì chúng ta sử dụng bằng 1/2 dùng thìa này nhé. Nhưng chúng ta chỉ sử dụng bằng 1/2 liều người lớn, tức là bằng một nửa thìa này ạ. Còn không sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi các bạn nhé. Vâng, vậy là chúng tôi đã giới thiệu với các bạn xong công dụng cũng như là hướng dẫn cách sử dụng đối với dòng sản phẩm cao hồng sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc. Với uy tín của corashop24h.com trên thị trường Việt Nam thì chúng tôi cam kết với các bạn tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có nguồn gốc và xuất xứ tại đất nước Hàn Quốc. Để mua hàng hay là được tư vấn thêm về sản phẩm cao hồng sâm 6 năm tuổi hay là những sản phẩm khác của Hàn Quốc, các bạn có thể vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com hoặc liên hệ với hotline 0904 886428. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.